Chiều 24 tháng 10, Công an thị làng Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã đến làm việc với chủ cơ sở làm đẹp tại đường Phạm Ngũ Lão, phường Trung Tâm, thị làng Nghĩa Lộ. Một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Yên Bái cũng cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh, kiểm tra sự việc ngay sau khi thu được thông tin. Trước đó, ngày 23 tháng 10, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bé bỏng gái 13 tuổi ở Yên Bái nhập viện trong tình trạng bị biến chứng nặng nề sau tiêm filler chất làm đầy, để nâng mũi. Do người tiêm đã tiêm đúng mạch máu khiến cháu bé bỏng mất hoàn toàn thị lực mắt bên phải, hoại tử da nghiêm trọng. Được biết, cháu bé bỏng nghe theo lời giới thiệu của anh em nên đã đến ba để tiêm filler nâng mũi. Cháu bé bỏng được nhân viên ở ba tiêm ngày 21 tháng 10, tuy nhiên khoảng 30 phút sau, bé bỏng bị đau mắt bên phải, thị lực giảm dần, đau đầu nhiều và buồn nôn. Ngay lập tức cháu bé bỏng được người nhà đưa đến Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu. Các thầy thuốc nhãn khoa chẩn đoán trẻ đã mất thị lực hoàn toàn mắt bên phải kèm theo hoại tử một số vùng da trên mặt như trán và hốc mũi. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Da liễu Trung ương để điều trị. Bác sĩ Thân Trọng Tùy, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt bên phải đã hoàn toàn mất. Bên cạnh đó, có hiện tượng xuất huyết kết mạc ở mắt bên phải kèm theo một số vùng hoại tử ở trán và hốc mũi. May mắn, trẻ vẫn còn thị lực của mắt bên trái. Các thầy thuốc đã hội chẩn và quyết định tiêm thuốc giải chất filler cho bệnh nhân. Đồng thời cố gắng cứu vùng da hoại tử, bảo tồn vùng da lành xung quanh cho cháu gái. Theo bác sĩ Tùy, việc bình phục thị lực mắt phải cho trẻ là rất khó. Hiện, các thầy thuốc vẫn đang điều trị tích cực để giảm thiểu tối đa biến chứng mà cháu bé bỏng có thể gặp phải.